Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay, 14 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hàng nghìn cây xanh chết khô trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Phản ánh của khán giả Đoàn Thu Hà từ số điện thoại 0975 với 3 số cuối là 341. Có vé hoạt động công khai trước cửa ga Sài Gòn. Phản ánh của khán giả Lê Văn Thắng, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cháy lớn tại khuôn viên cây xăng ở thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Nguyễn Lê Minh từ số điện thoại 0123 với 3 số cuối là 624. Hàng loạt đèn cao áp bật sáng giữa ban ngày, phản ánh của khán giả Đàm Văn Thình ở Cầu Giấy, Hà Nội từ số điện thoại 0934 với 3 số cuối là 468. Tình trạng đỗ xe lộn xộn trước cổng trường mầm non 19 tháng 5 ở thành phố Thái Nguyên gây ách tắc giao thông, phản ánh của một khán giả từ địa chỉ email anhcanh.bb@gmail.com. Ngắm cao ốc Hà Nội trong màn sương dày đặc, chia sẻ của khán giả Thiên Minh và Hiền Anh ở Láng Hạ, Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2010, mới 2 năm trôi qua, tuy nhiên nhiều hạng mục trên trục đường đại lộ Thăng Long đã xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ vậy, hàng nghìn cây xanh trồng ven đường cũng đã chết khô, không có người đứng ra xử lý. Khu vực tập trung nhiều cây bị chết khô nhất là đoạn chạy qua các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất của Hà Nội. Khán giả Đoàn Thu Hà có số điện thoại là 0975 với 3 số cuối là 341. Trong một lần ngang qua con đường trên đã ghi lại được đoạn clip về hàng củi khô và gửi về chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đoạn clip này được ghi lại trên đại lộ Thăng Long vào ngày 11 tháng 12 vừa qua. Trên giải phân cách xanh của trục đường có đến hàng nghìn cây lát hoa đã bị chết khô. Có cây vỏ đã nứt toác, dưới chân cỏ dại mọc um tùm. Rất khó để tìm thấy một cây vẫn còn sống. Hầu hết số cây này đều có chu vi bé khoảng từ 15 đến 30cm, giờ chỉ còn lại thân cây và một vài cành khô. Nhìn từ xa, hai hàng cây được đầu tư tiền tỷ này không khác gì những cây củi khô và rào kính giải phân cách xanh. Quan sát của khán giả Đoàn Thu Hà thì trong số rất nhiều cây xanh đô thị được trồng trên xẻo đất giữa đường gom và đường cao tốc từ km 16+001 đến km 17 của đại lộ Thăng Long hướng Hà Nội Hòa Lạc thuộc địa bàn xã Yên Sơn Quốc Oai thì chỉ có hơn 10 cây sống, còn lại đã chết từ khá lâu. Nhiều cây chết đã bị đổ nghiêng ngả, vỏ cây khô nứt toác, dưới gốc cây cỏ dại mọc um tùm. Từ km 17 đến hết km 22 và ngược lại, chị cũng tìm mỏi mắt mới thấy được một vài cây xanh sống sót. Qua tìm hiểu, khán giả Đoàn Thu Hà được biết, 6 hàng cây đô thị và cây xanh được trồng dọc theo đại lộ Thăng Long đều là cây lát hoa với số lượng lên tới hàng vạn cây. Chu vi cây mới trồng từ 15 đến 30cm, cao khoảng từ 3,5 đến 4m. Tuy nhiên, chúng đều đã chết khô như củi.
Người dân địa phương cho biết, nguyên nhân chính khiến cây chết nhiều như vậy là do chất lượng cây xanh khi đưa vào trồng chưa bảo đảm, cách trồng và công tác chăm sóc cây mới trồng chưa được quan tâm. Được biết, trồng cây xanh là một trong những gói thầu của dự án mở rộng nâng cấp đường cao tốc Láng Hòa Lạc, nay gọi là Đại lộ Thăng Long, do Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện chủ đầu tư, Tổng công ty Vinaconex làm tổng thầu. Việc trồng cây được bắt đầu từ cuối năm 2011 và hoàn thành vào tháng 5, tháng 6 năm 2012, với tổng giá trị gói thầu lên tới hơn 10 tỷ đồng. Theo ý kiến chủ quan của chị Hà, thì việc trồng cây xanh để tạo bóng mát và cảnh quan là cần thiết, nhưng trồng cây phải có hiệu quả. Thực tế, tại nhiều đoạn đường cây trồng đã bị chết cả năm nay, nhưng chưa thấy chủ đầu tư, nhà thầu có biện pháp chặt bỏ và thay thế cây khác. Đề nghị đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đại lộ Thăng Long và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, đồng thời có kế hoạch trồng cây khác để thay thế. Khán giả Lê Văn Thắng, trú tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi ga Sài Gòn chính thức bán vé tàu Tết thì việc đặt vé bằng những kênh chính thức khá khó khăn, điều này tạo điều kiện cho giá vé chợ đen tăng cao. Các cò vé nhân cơ hội hoạt động rầm rộ và ngang nhiên. Đoạn clip sau đây được anh Thắng thực hiện ngay trước cửa ga Sài Gòn. Hình ảnh này được ghi lại tại ga Sài Gòn vào trưa ngày 13 tháng 12. Hàng trăm người xếp thành hàng dài chờ đến lượt mình mua vé. Tuy nhiên, để mua được tấm vé từ những kênh bán chính thức là không hề dễ dàng. Nhiều người phải vạ vật, thậm chí là bỏ làm chỉ để xếp hàng mua vé về Tết. Trong khi đó, phía bên ngoài ga có vé hoạt động rất tấp nập. Thậm chí chúng còn công khai chèo kéo khách mua. Có hai cái phương án. Một quá thì con lấy vé liền thì nó cao, mà tới bữa 25 con đi á, là con lấy vé con đi với bộ đường tắt. Lấy con tiền công một cái 150 thôi. Giá vé 150. Giá vé bao nhiêu con trả cô, quan công con 150 thôi. Còn ví dụ vé đắt hơn thì sao? Lấy vé liền bây giờ á, lấy con 200... Cái này, mấy trận 27-28 Tết thì sao? 27-28 cũng vậy thôi. Hôm nay 29-11 có con à. Đi xe đây, đừng có tùy, đi xe đi. Khán giả Lê Văn Thắng cho biết, do nhu cầu đi lại trong dịp Tết của người dân tăng cao, nên ai cũng sốt sắng đặt cho mình một tấm vé từ sớm. Thế nên, ngay từ khi mở cửa bán vé, trước cửa nhà ga luôn chật ních người, còn hệ thống đặt vé qua mạng điện tử cũng thường xuyên rơi vào cảnh tắc nghẽn. Nắm bắt được nhu cầu đó, dân phe vé đã hoạt động công khai ngay trước cửa ga Sài Gòn để chèo kéo khách. Chỉ cần thấy người dân đi ra từ trong ga có dáng vẻ thất thểu, không tươi cười là có vé đoán được ngay người đó mua vé thất bại và bắt đầu tiếp thị. Trong thư gửi về cho chương trình, anh Thắng có viết: chỉ cần thấy những trường hợp như vậy bước ra từ phòng vé là cò lại có đến vài người, đầu đội mũ lụp sụp chạy ra ân cần hỏi han, xem khách cần về đâu, khi nào, số lượng bao nhiêu, rồi ra giá. Thậm chí có những vé chỉ yêu cầu người mua đặt cọc vài chục nghìn, rồi sẽ đưa vé đến tận nơi theo yêu cầu. Mỗi vé như vậy, mức thu chênh lệch so với giá gốc dao động từ 100 đến 200 ngàn đồng. Theo quan sát của anh Thắng thì có đến gần 20 đối tượng có vé túc trực trên đường vào ga Sài Gòn. Được biết, vào những mùa Tết trước đã từng xảy ra trường hợp người dân dính bẫy vé tàu giả của các đối tượng lừa đảo. Trước đó, từ một hành khách đổi trả vé tàu hành trình Vinh Sài Gòn, cảnh sát đã phát hiện đường dây chuyên làm vé tàu giả bằng cách scan vé thật. Các đối tượng bị bắt khai nhận đã bán chót lọt hơn 30 vé tàu. Ngoài ra, tội phạm còn sử dụng vé thật, cạo sửa, đánh bay chữ rồi dập chữ mới lên vé tàu. Chỉ khi nhìn thật kỹ và sờ vào mặt vé mới thấy dấu hiệu khác thường. Tuy nhiên, dù biết mức độ tiềm ẩn rủi ro cao, nhưng nhiều người dân vẫn phải chấp nhận mua vé chợ đen vì hệ thống bán vé của nhà ga không đáp ứng được nhu cầu. Trưa ngày 14 tháng 12, tại một bãi chứa lốp xe ô tô nằm sát cửa hàng xăng dầu Xuyên Á thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy lớn, khiến cả khu dân cư náo loạn.
một người đã bị thương trong vụ cháy này. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Nguyễn Lê Minh từ số điện thoại 0123 với 3 số cuối là 624. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nơi xảy ra vụ cháy là cửa hàng xăng dầu Xuyên Á. Đám cháy bùng lên tại ngay phía sau cây xăng, nơi chứa nhiều lốp ô tô. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an thuộc nhiều lực lượng đã có mặt tại hiện trường, tiếp cận khống chế đám cháy từ nhiều hướng để tránh thảm họa cháy lan sang hai bồn xăng dầu. Nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem. Trong đám cháy, một bình ga loại 12kg đã phát nổ, khiến một người bị thương. Quốc lộ 1A cũng bị phong tỏa để phục vụ chờ công tác cứu hỏa. Theo như những thông tin mà khán giả Nguyễn Lê Minh cung cấp cho chương trình, thì đám cháy bùng lên vào khoảng 11 giờ 40 phút. Vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện khói đen ngùn ngụt phát ra từ bãi phế liệu để hàng ngàn lốp xe ô tô. Ngay sau đó, lửa bùng cháy dữ dội và kèm theo những tiếng nổ lớn. Một bình ga loại 12kg đã phát nổ, văng vỏ trúng vào tay một người đàn ông đứng gần đó và gây thương tích nặng. Do khu vực xảy ra hỏa hoạn gần cây xăng và bồn chứa nên lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận được. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận 12 đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng với hơn 50 cán bộ chiến sĩ có mặt để tìm cách khống chế ngọn lửa. Công việc cứu hỏa diễn ra rất khẩn trương. 200 mét ở làn đường xe máy trên quốc lộ 1A đã được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ việc chữa cháy. Nhiều người dân lo sợ vì khu vực cháy rộng gần 800 mét vuông, chỉ cách hai bồn chứa xăng dầu vài chục mét, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan gây thảm họa. Sau gần 3 giờ vật lộn với ngọn lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ kho chứa lốp xe đã bị thiêu rụi. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, lửa vẫn âm ỉ bên trong hiện trường vụ cháy. Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Khoảng 11 giờ sáng ngày 12 tháng 12, áp dọc tuyến đường mới từ Bixi Nam Định ra quốc lộ 21 có tới cả 100 chiếc đèn cao áp, không hiểu vì lý do gì vẫn sáng rực. Khán giả Đàm Văn Thịnh ở Cầu Giấy, Hà Nội từ số điện thoại 0934 với 3 số cuối là 468 đã ghi lại những hình ảnh này và gửi về cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những hình ảnh này ghi lại trên tuyến đường mới từ Bixi Nam Định ra quốc lộ 21 vào ngày 12 tháng 12 vừa qua. Nhiều trụ đèn cao áp vẫn được bật sáng mặc dù lúc này đã là 11 giờ trưa. Gần 100 bóng đèn cao áp sáng rực giữa ban ngày khiến nhiều người đi đường cũng như người dân nơi đây rất bức xúc, bất bình. Phản ánh của khán giả Đàm Văn Thình, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng thường tắt vào khoảng 5 giờ 30 phút. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà gần 100 trụ đèn chiếu sáng trên dọc tuyến đường trên lại được bật sáng tới tận 11 giờ trưa, tức là thời điểm mà anh Thình ghi lại những hình ảnh trên. Tuy thời điểm hiện tại đang là mùa đông, nhu cầu sử dụng điện không cao như mùa hè, nhưng cũng không vì thế mà đơn vị chức năng lại quản lý lỏng lẻo như vậy. Gần 100 bóng đèn sáng rực giữa ban ngày không khỏi khiến người dân bất bình. Trong khi đó thì nhiều nơi còn đang sống trong cảnh cắt điện luân phiên. Có người cho rằng, trong khi hô hào dân tiết kiệm điện mà cơ quan nhà nước lại làm thế này, sao kêu gọi được người dân? Anh Tình cho biết, do đi công tác qua thành phố Nam Định nên anh đã tình cờ ghi lại được những hình ảnh trên, nên cũng không biết sự việc này có xảy ra thường xuyên hay không.
Khán giả từ địa chỉ email anhcanh.pp@gmail.com cho biết, vào mỗi lúc tan tầm trước cổng trường mầm non 19 tháng 5 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên luôn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Nguyên nhân chính là do phụ huynh đỗ xe chờ đón con rất lộn xộn. Sau đây mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà khán giả này đã gửi về cho chương trình. Cổng trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên. Cứ vào giờ tan lớp, tình trạng ùn tắc thường xảy ra tại đây. Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng tới giao thông là việc phụ huynh dừng đỗ xe không đúng quy định. Phần lớn các xe ô tô đều được dừng đỗ ngay dưới lòng đường. Đó là chưa kể tới việc các xe không chỉ đỗ một hàng mà còn xếp hàng nhiều hàng xen nhau. Theo phản ánh của khán giả ở thành phố Thái Nguyên này, thì chưa đến giờ tan học, nhưng trước cổng trường mầm non 19 tháng 5 đã rất đông xe phụ huynh đến đón con. Xe máy, xe ô tô xen lẫn nhau khiến cả trục đường thường xuyên lâm vào cảnh tắc nghẽn. Tình trạng kéo dài nhiều năm nay, song thành phố và nhà trường chưa tìm ra cách khắc phục. Khán giả này cho rằng, chuyện các bậc phụ huynh để xe tùy tiện, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông khi đưa đón con trước cổng trường là chuyện đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Song hiện nay thì tình trạng đó vẫn chưa cải thiện được là bao. Khán giả này lo ngại, khi ngày nào các em nhỏ cũng phải chứng kiến cảnh chen lấn trong giao thông hàng ngày như vậy, thì liệu văn hóa tham gia giao thông trong các em sẽ hình thành như thế nào? Theo khán giả ở Thái Nguyên, sự việc này không chỉ xảy ra ở một vài địa phương nhất định, mà nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn đều xảy ra tình trạng này. Thực tế cho thấy, nhiều trường thường có địa điểm đặt trên các trục phố chính chật chội. Bên cạnh đó là các hàng gánh hàng rong, án ngữ, cũng phải kể tới là tình trạng phụ huynh học sinh dừng xe chờ đón con em tan lớp. Khán giả ở Thái Nguyên cho rằng, đã tới lúc phụ huynh học sinh cần nêu gương cho con em mình, thực hiện chuẩn mực, văn hóa tham gia giao thông, tránh ảnh hưởng tới tâm lý, phát triển và nhận thức của con em mình, cũng như không ảnh hưởng tới những người đi đường khác. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904-881414 và email gocnhinkhangia@vtc.vn. Thưa quý vị, khán giả Nguyễn Văn Tuyến từ số điện thoại 0169 với 3 số cuối là 176 đã phản ánh. Hiện tuyến đường liên thôn thuộc xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đang xuống cấp, mặt đường rất xấu, cản trở đến việc đi lại của người dân. Hơn 2 km đường đất gồ ghề lên xuống, những vũng nước ứ đọng trải dài dọc con đường. Con đường này đã được sửa chữa khoảng 2 năm trước, tuy nhiên do lượng xe tải đi lại nhiều, cộng với mặt đường chỉ được giải lớp đất đồi và đá răm nên hiện người dân đi lại khá khó khăn. Anh Tuyến mong rằng con đường sớm được tu sửa, bê tông hóa để bà con và nhất là các em học sinh qua lại thuận tiện hơn. Thưa quý vị, khán giả Trương Nguyễn Vĩnh Linh ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, chất lượng mặt đường quốc lộ 19 thuộc địa phận từ xã Hà Tam đến trung tâm huyện Đắc Bơ của tỉnh Gia Lai rất xấu. Hơn 15 km mặt đường hư hỏng nặng, nhiều ổ gà, ổ voi. Xe cộ đi lại mỗi khi qua đoạn đường này hết sức khó khăn. Nhiều xe khách, xe tải chở hàng nặng mỗi khi qua đoạn này đều phải bẻ lái lấn đường để tìm những chỗ không có ổ voi mà qua. Mỗi khi có xe chạy qua thì bụi đường mù mịt. Quốc lộ 19 con đường trọng điểm nhưng nhìn còn thua con đường cấp phối trong làng. Theo anh Linh, đoạn đường này hư hỏng hơn 10 năm nay nhưng chưa một lần được nâng cấp hay tu sửa. Lưu lượng xe tải, xe có trọng tải lớn đi qua cũng rất nhiều, nên anh Linh kiến nghị với đơn vị quản lý quốc lộ 19 cần kiểm tra và tiến hành tu sửa, đảm bảo việc lưu thông được an toàn. Khán giả Lưu Quốc Chí ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định phản ánh, hiện ở tại địa phương anh sinh sống, người dân ngang nhiên dựng lều mở chợ, lấn chiếm đường đi. Đây là đường liên xã, đoạn chạy qua thôn Ân Thường, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
những chiếc lều dựng tạm tiện cho việc bán buôn của bà con đã cản trở giao thông qua lại. Nhiều chiếc lều thậm chí chiếm nguyên cả một phần đường lưu thông. Ô tô, nhất là xe tải, khi lưu thông qua đây rất khó khăn. Anh Chí cho rằng mua bán và họp chợ là quyền lợi chính đáng của người dân, tuy nhiên không thể vì cái lợi của cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người khác. Mặt khác, việc mở chợ lớn ra ngoài đường như vậy sẽ không những gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn cho cả những người đi chợ. Theo anh Chí, xã Ân Thạnh được tỉnh chọn là xã thí điểm xây dựng chương trình nông thôn mới, trong đó có tiêu chí là xây dựng ở một xã ít nhất là một chợ. Vì vậy, qua clip này, anh Chí hy vọng Ủy ban Nhân dân xã Ân Thạnh và các ngành có liên quan hãy nhanh chóng quy hoạch và xây dựng chợ để người dân trong xã có nơi để mua bán và xóa bỏ tình trạng dựng lều, mở đường lấn chợ như trên. Thưa quý vị, mới đầu tháng 11 âm lịch, nhưng hàng ngày có cả hàng chục xe tải dưa hấu được đưa đến từ các nơi như huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xuống khắp các chợ thị trấn, chợ xã của huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để đổ mối cho người bán với giá rất rẻ, chỉ từ 800 đồng đến 1.000 đồng 1 kg. Người bán lẻ cũng chỉ bán với giá là từ 1.500 đồng cho đến 2.000 đồng 1 kg. Song cũng ít người mặn mà với giá dưa rẻ bởi thời tiết ở Tây Nguyên hiện đang lạnh và ăn quá nhiều thì cũng chán. Đó chính là ghi nhận của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 với 3 số cuối là 153 đã phản ánh về cho chương trình. Tiếp xúc với những chủ xe tải là lái buôn đưa dưa hấu từ Ea Súp, Buôn Đôn về các chợ vùng sâu thuộc huyện Cư Rút, họ cho biết do năm nay các xã trong hai huyện nói trên phát triển canh tác với diện tích dưa hấu quá lớn, điển hình như Ea, Epa, Cư Nia, Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn, Ea Rốc và một số xã lân cận thuộc huyện Ea Súp. Trước kia chưa hoặc rất ít trồng dưa hấu, nhưng năm nay bà con cũng thu hoạch củ mì sớm để trồng dưa hấu nên sản lượng thu hoạch quá lớn so với nhu cầu tiêu thụ. Khán giả Hoàng Ninh cũng cho biết, qua tìm hiểu thì được biết nguyên nhân bà con nông dân các dân tộc trong huyện thi nhau trồng dưa bởi những năm trước giá dưa hấu khá đắt, thương lái ở thành phố Buôn Mê Thuột và các huyện khác trong tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đến tận dãy mua với giá từ 6.000 cho đến 8.000 đồng 1 kg. Vì vậy mà chỉ từ năm 2009 cho đến nay đã có khá nhiều gia đình làm giàu từ việc trồng dưa hấu. Trong khi đó, vụ dưa năm ngoái, nhiều lái buôn đã đặt hàng thu mua cho vụ dưa năm 2012 là 8.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, vụ dưa năm nay, nhiều nhà tồn tới hàng trăm tấn dưa mà không có thương nhân tìm đến thu mua như mọi năm, nên các gia đình đành phải tự thuê xe mang dưa đi xa bán vì lo sợ dưa quá lứa bị nổ vỏ. Hầu hết những chủ dưa đem dưa đi bán đều lắc đầu ngao ngán bởi nếu tính việc đầu tư trồng được 1.000 m2 dưa hấu, có ít cũng phải từ 5 đến 7 triệu đồng. Nhưng với giá dưa năm nay, họ chỉ thu về được 2 triệu đồng. Như vậy là cứ 1 hectare đất trồng dưa, bà con sẽ bị lỗ từ 30 đến 50 triệu đồng. Thưa quý vị, vào sáng ngày 14 tháng 12, Hà Nội lại chìm trong sương mù dày đặc. Trên nhiều tuyến đường, phương tiện di chuyển chậm do hạn chế tầm nhìn và phải bật đèn sương mù. Khán giả Thiên Minh và Hiền Anh ở Láng Hạ, Hà Nội đã gửi tới chương trình một số hình ảnh ghi lại hiện tượng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng 14 tháng 12, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc. Các tòa cao ốc, chung cư ở Hà Nội như chìm trong mây. Tòa nhà Cang Nam cao nhất Hà Nội chìm trong màn sương dày đặc, đứng cách đấy mấy trăm mét, nửa trên cao ốc này như biến mất. Chung cư 28 tầng Indovina Cầu Giấy và tòa nhà văn phòng Icon 4 cạnh trường Đại học Giao thông Vận tải ẩn hiện trong màn sương. Tổ hợp giải trí cao tầng Lotte Center bị sương mù bao phủ không thể nhìn rõ. Lại gần tòa nhà cũng chỉ quan sát được những tầng thấp. Sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, nhiều phương tiện phải bật đèn khi lưu thông.
Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2010, mới 2 năm trôi qua, tuy nhiên nhiều hạng mục trên trục đường đại lộ Thăng Long đã xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ vậy, hàng nghìn cây lát hoa trồng ven đường cũng đã chết khô, không có người đứng ra xử lý. Phản ánh của khán giả Đoàn Thu Hà từ số điện thoại 09753 số cuối là 341. Ngay sau khi ga Sài Gòn chính thức bán vé tàu Tết, thì việc đặt vé bằng những kênh chính thức khá khó khăn. Điều này tạo điều kiện cho giá vé chợ đen tăng cao. Các cò vé nhân cơ hội hoạt động rầm rộ và ngang nhiên. Phản ánh của khán giả Lê Văn Thắng, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 14 tháng 12, tại một bãi chứa lốp xe ô tô nằm sát một cây xăng trên quốc lộ 1A thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến cả khu dân cư náo loạn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Lê Minh từ số điện thoại 0123 số cuối là 624. Khoảng 11 giờ sáng 12 tháng 12, dọc tuyến đường mới từ Bixi Nam Định ra quốc lộ 21, có tới cả trăm chiếc đèn cao áp không hiểu vì lý do gì, vẫn sáng rực. Trong tình trạng giá điện tăng cao, nhiều chỗ còn chưa có điện để dùng, thì tình trạng lãng phí điện chiếu sáng công cộng cần được quản lý chặt chẽ. Phản ánh của khán giả Đàm Văn Thình ở Cầu Giấy, Hà Nội, từ số điện thoại 0934 3 số cuối là 468. Vào mỗi lúc tan tầm, trước cổng trường mầm non 19 tháng 5 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên luôn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là việc dừng đỗ xe không theo đúng quy định của phụ huynh học sinh. Đã tới lúc các bậc phụ huynh cần làm gương cho con em mình trong việc thực hiện chuẩn mực văn hóa tham gia giao thông công cộng. Phản ánh của một khán giả từ địa chỉ email anhcanh.pba@gmail.com. Sáng 14 tháng 12, Hà Nội lại chìm trong sương mù dày đặc. Các tòa cao ốc, chung cư ở Hà Nội như chìm trong mây. Trên nhiều tuyến đường, phương tiện di chuyển chậm do hạn chế tầm nhìn và phải bật đèn sương mù. Chia sẻ của khán giả Thiên Minh và Hiền Anh ở Láng Hạ, Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.